Vâng, xin chào tất cả các bác. Em là Khoa, Salon Menica, địa chỉ 112 Nguyễn Chánh. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một mẫu xe mới về bên em rất là đẹp. Dòng xe Hyundai Tucson phiên bản 2.0 ATH đặc biệt, sản xuất năm 2016, rất là đẹp. Bên em đang chào bán với giá là 740 triệu. Và em xin giới thiệu sơ qua các bác một chút về xe nhé. Và cụm phía trước của xe này, hệ thống giải đèn led kết hợp với bi xi lông này. Và rất là đẹp, tạo cho hệ thống dưới đèn gầm halogen và bi gầm đầy đủ hết. Bản đặc biệt thì ATH sẽ có thêm cái rửa đèn pha các bác nhé. Vâng, kết hợp với cả mặt nạ căng lưới tản nhiệt mạ chrome này. Vâng, tạo cho xe có cảm giác là một thiết kế rất là hoàn hảo để khỏe khoắn hệ thống dọc trục của xe. Xin mời các bác. Vâng, xin mời các bác. Vâng, đây hệ thống là lốp theo xe các bác nhé. Vâng, tháng 1 tuần 1 năm 2016 lốp theo xe này. Vâng, R18i. Vâng, xe nguyên bản chạy 3,8 vạn km zin, rất là đẹp. Vâng, dọc theo trục của xe, thân xe là hệ thống đường gân dập nổi này, kết hợp tay nắm mạ chrome này, cảm biến chìa khóa smart key này. Và các bạn nhìn này, vâng, rất là đẹp luôn. Kết hợp là hệ thống đằng sau là giải đèn led này, kết hợp đèn halogen này, khi lùi này và khi chiếu sáng này, hệ thống phản cảm quang này. Và phiên bản ATH đặc biệt này thì có hệ thống cốp, đều cốp sau là điện hết. Vâng, xin mời các bác. Vâng, đây xin mời các bác và xem vào khoang sau. Khoang sau tương đối là rộng và có thể để rất nhiều đồ, cả hệ thống vali to, kết hợp với cả hệ thống để đồ nhẹ cơ bản của xe. Vâng, đây xin mời các bác. Vâng, đây các bình để đồ nhẹ. Vâng, xin mời các bác xem soi một chút một. Đây hệ thống ốc của cốp rất là nguyên bản luôn, chưa có vết dấu vết của việc vặn hay là va chạm hay là gì cả. Vâng. Đây các bạn. À, em mời các bác xem lên hệ thống khoang trên của xe. À, phần khoang sau của xe vẫn là hệ thống da tắp bi cửa kết hợp với cả ghế da nguyên bản, có hệ thống gió cho khoang sau, hai khoang ghế ngồi sau để hệ thống gió. À, phiên bản ATH đặc biệt này thì có hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh này và gì và túi khí thì quanh xe. Và xin mời các bác lên khoang trước của xe. Khoang trước của xe thì hệ thống gương kính cấp điện điều chỉnh điện hết, kính auto, ghế lái điều khiển điện này các bác này. Và xin mời các bác nhé, ghế lái điều khiển 10 hướng điện. Và rất là đẹp. Và rất là đẹp. À, chống trơn trượt này, hệ thống cốp mở tự động này. Và vô lăng tích hợp điều chỉnh hệ thống vô lăng này, cruise control này. Và rất là đẹp. Phanh tay điện tử auto hold này. Và các chế độ mode drive, 3 chế độ lái, hệ thống đồ đèo này. Tinh đồ đèo. Vâng, xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc cho nên là phiên bản này vẫn còn sử dụng hệ thống CD MP3 6 đĩa về tính đảm bảo an toàn. Xin mời các bác xem thêm hệ thống cốp của xe trong khi lái để bảo bảo an toàn là không xem màn hình. Vâng. Xin mời các bác. Và hệ thống ốc cabo hoàn nguyên, tất cả các hệ thống ốc zin theo xe và phần khung và phần hệ thống. Vâng, xin mời máy quay một chút. Đây là hệ thống của các cái hệ thống chân máy của xe còn nguyên zin các bác nhé. Và xe hệ thống còn zin. Và đây xin mời các bác xem qua một chút về hệ thống. Và hệ thống ốc của nguyên của nhà máy còn nguyên zin các bác nhé. Và đấy, xe bên em bán ra được cam kết về mặt pháp lý giấy tờ và cam kết là xe không đâm va không ngập nước, cam kết bằng văn bản. Và các bác có thể nhìn thấy các hệ thống tem của nhà sản xuất và đầy đủ hết, nguyên zin rất là đẹp. Em xin giới thiệu sơ qua một chút về xe. Các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình, bên em sẽ gửi tư vấn báo giá chi tiết cụ thể. Vâng, xin cảm ơn.